Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Đến với một video mới ngày hôm nay thì em Tuấn xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc TV. Chiếc này là chiếc dòng Nationan 12 inch của Nhật Bản các bác nhé. Made in Japan. Cách đây khoảng độ gần một tuần thì em cũng có bán một cây màu đỏ. Phải nói là dùng từ tuyệt đẹp luôn. Nhưng mà xin thưa với quý vị các bạn là đẹp trong cái giới hạn của nó các bác nhé. Có nghĩa là em đang nhắc đến cái thời điểm nó sản xuất ra. Cách đây khoảng độ 50 năm, trên 50 năm thì để nó còn đẹp như thế này gọi là quá xuất sắc rồi. Nếu bác nào có yêu cầu mà mong muốn là nó đẹp hơn thì em xin đầu hàng. Vì sao? Vì đồ điện tử mà nó trải qua 5-60 năm được mà giữ gìn như thế này thì nó là cả một kỳ tích rồi. Còn để đòi đẹp hơn hoặc là nó xuất sắc hơn thì em không có được. Vì sao? Theo năm tháng, theo thời tiết ở Việt Nam mình cũng như người sử dụng ở Việt Nam mình thì cái điều nó cũ đi cũng như nó xước sắt là cái điều không tránh khỏi. Quan trọng là nó đồ zin là được bác nhá. Và trước mắt quý vị các bạn đây là một chiếc Nationan 12 inch, model là TR1221. Một dòng sang Việt Nam theo đường tàu biển những năm 1970 cho đến năm 1980. Dòng này thì nó chỉ có 12 inch thôi. Và made in của nó là made in Japan nhá, xịn luôn. Đây, made in Japan này. Mức điện áp của nó thì nó chạy điện 110 và 220, chứng tỏ nó là hàng xuất các bác nhé. Và nó chạy điện DC, điện bình ắc quy là 12V. Và mã của nó là TR1221V. Đây là một chiếc TV. Theo em đánh giá đến hiện tại, đến thời điểm năm 2023 này thì nó là gọi là tuyệt đẹp các bác nhé. Rắc AV. Ở chúng ta sẽ có một rắc đỏ và rắc trắng. Rắc đỏ là rắc hình và rắc trắng là rắc tiếng nhé. Anten. Và bây giờ sóng ở Việt Nam mình thì sóng UHF cũng như là VHF đã bỏ rồi. Và chúng ta đã dùng sang truyền hình mặt đất, gọi là số hóa mặt đất. Từ những năm 2013 là Việt Nam chúng ta bắt đầu số hóa mặt đất rồi. Thì chúng ta phải dùng cái đầu kỹ thuật số mặt đất, hoặc là dùng đầu An Viên hoặc đầu K cộng. Các bác đều kết nối ra, hoặc đầu bóc cũng được nhé. Cứ ra hoa sen là chúng ta sẽ chơi được. Và có một cái chia sẻ này là chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Và chúng ta sẽ chuyển sang chế độ hình ảnh. Và chúng ta sẽ nhìn đến đây. Đấy. Khi nào mà hệ màu nó là hệ PAL thì là chúng ta sẽ tương thích với những dòng TV đời cũ này các bác nhé. Còn nếu mà nó là NETC hoặc là một số dòng hệ màu khác thì nó sẽ không nhận. Đấy, bác nào mà đang dùng đầu thì có thể chuyển sang hệ PAL và chúng ta có thể kết nối với rắc hoa sen và xem kể cả là đầu bóc luôn nhé. Đầu wifi đấy ạ, đều xem được trên tivi này cả. Và em Tuấn đang quay bằng điện thoại nên là cái tần số của camera cũng như là tần số màn hình nó hơi khác nhau, nên nó hơi chớp chớp này. Thực tế các bác xem ở ngoài không có thể chớp tí nào cả nhá. Đây em Tuấn đang xem qua đầu mặt đất T2 của VTC. Đầu này chỉ có 400 ngàn thôi các bạn. Lúc mà mắc kém thì tôi chơi thì rất là nét nhá, nét căng luôn. Bởi vì là tài liệu cho người khuyến thị để chơi cờ. Chúng ta sẽ lên kênh ở đây. Đang đá bóng thì phải. Qua các câu chuyện phát sóng duy nhất trên kênh VTV7. Họ có những cái rủi ro. Cô là kinh nghiệm quý giá cần được. Hình ảnh rất là sắc nét các bác nhé. Sáng tạo định kỳ hàng tuần. Em sẽ quay công nghệ Bình Dương tổ chức. Em cho nhỏ lại này. Và sẽ quay một loạt để cho các bác xem ở phía cạnh bên hông này. Cũng như là ở phía trên nóc này. Bên trái này. Theo năm tháng các bác nhé. Đây này. Thỉnh thoảng có những cái vết dấu ấn thời gian và chúng ta thì cũng không thể nào mà tránh khỏi được. Nói chung là về tổng thể rất là đẹp. Nút mở nguồn và âm lượng to nhỏ zin. Nút vặn kênh, chuyển kênh cũng là zin hết các bác nhé. Rất là đẹp. Em đang quay bằng điện thoại nên là cái tần số giữa camera và điện và cái màn hình nó khác nhau. Và nó đang nhấp nháy. Còn nếu chúng ta xem ở ngoài thì sẽ không có các bác nhé. Em phía sau lưng. Ok.
Và em Tuấn xin phép được dừng cái video ở đây. Đấy, bác nào đang có nhu cầu tìm dòng Nationan màu trắng thì có thể điện thoại cho em Tuấn nhé. Và chiếc TV này em giao lưu với giá là 4.200.000 đồng, bao ship toàn quốc các bác nhé. Dành cho bác nào thực sự yêu quý cái dòng TV này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em giao lưu. Đấy, bác nào mà không quan tâm đến thì chúng ta bỏ qua, và có thể là xem tham khảo cũng được. Đấy, tránh trường hợp nhiều bác bình luận những cái câu bình luận cực kỳ là chán luôn. Ở trên YouTube thì nó có cái phần bình luận, nên là nhiều bác vào bình luận mà nghe những cái câu từ cực kỳ là, phải nói cực kỳ là chối luôn. Ok. Và mọi chi tiết các bác thì có thể là kết nối Zalo cho số điện thoại 0822 111 444 nhé. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.